Bây giờ là phần cập nhật số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, Chính phủ đã điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ Zero COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Điều này đồng nghĩa, chúng ta cần học cách sống chung với dịch bệnh một cách an toàn theo các biện pháp phòng bệnh được Bộ Y tế khuyến cáo. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh, từ 18 giờ hôm qua 1 tháng 10 đến 18 giờ hôm nay 2 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 16 ca mắc mới, trong đó 5 ca ghi nhận trong khu cách ly và 11 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc. Hôm nay 2 tháng 10, toàn tỉnh có thêm 36 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi. Như vậy, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi tỉnh tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay đạt hơn 94,2%. Hiện toàn tỉnh có 241 bệnh nhân đang điều trị. Hôm nay, cả tỉnh có thêm 65 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tập trung, 2.031 trường hợp đang thực hiện cách ly theo quy định. Toàn tỉnh hiện còn 10 điểm phong tỏa do liên quan đến ca nhiễm COVID-19 với 2.274 nhân khẩu.